Lưu ý trước khi xem, đây là video tiểu thuyết ghép át, vì chuyện tranh ra quá lâu, cứ đà này phải gần 10 năm nữa mới hết chuyện nên mình làm bộ này để anh em được trải nghiệm chuyện nhanh hơn. Video sẽ tập trung vào tâm lý nhân vật, phân tích cốt truyện nhưng hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Chúc anh em xem video vui vẻ, hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Trong lòng Mai Đông Nhi căng thẳng, không nghĩ tới Trình Ngọc còn mặc chiến y trên người, cơ hội thủ thắng chỉ sinh ra trong tích tắc. Bỏ qua là hối hận, nàng cũng bất chấp tiếc rẻ thanh bảo kiếm theo nàng nhiều năm, rót toàn lực vào đánh tới rốt cục có tiếng da bị đâm rách sinh ra chiến giáp của trình ngọc lấy nơi mũi kiếm đâm vào sinh ra vết dạn như mạng nhện chi chiến giáp của ta trình ngọc kinh sợ hét lớn một tiếng thân thể của hắn bạo phát khí kình mạnh mẽ chiến giáp vỡ vụn hóa thành từng đạo kình phong lao thẳng về phía mai đông nhi trường kiếm của mai đông nhi đâm vỡ chiến giáp đối thủ linh khí mất đi nàng vội vàng thu hồi kiếm thế múa kiếm quanh thân ngăn cản những mảnh giáp vỡ bay tới âm thanh lanh keng không ngừng vang vọng trong mắt trình ngọc mang theo lửa giận ngút trời tuy áo giáp kia chỉ là ngũ giai thế nhưng mà tốn hao tài phú rất lớn hắn mới mua được hắn vô cùng yêu quý nó không ai biết được huống chi một kích vừa rồi đánh chúng làm hắn sinh ra hổ thẹn làm cho hắn nổi giận hắn hét lớn một tiếng chết mai đông nhi đánh bay mảnh áo giáp vỡ liên tiếp nhìn thấy trình ngọc công kích tới cũng không lùi nữa dùng trường kiếm đâm tới hạt gạo dám tranh sáng với Trăng bại cho ta trình ngọc hét lớn một tiếng hai đấm đánh vào trường kiếm phanh một tiếng bảo kiếm bẻ gãy quyền kinh tiêu tán hơn phân nửa nhưng vẫn còn một bộ phận phá không lao tới đánh vào mai đông nhi hừ ta chính là võ tông cửu tinh cho dù ngươi thi triển âm mưu quỷ kế gì đều không có khả năng vượt qua cái hào rộng ba tinh Trình ngọc một chiêu đắc thủ rốt cuộc bất chấp phong độ hiện tại nghĩ phải mau chóng đánh bại mai đông nhi vãn hồi mặt mũi cho mình hắn chậm rãi lang không bay lên tay phải giơ lên cao cao trên ngón trỏ mang theo kim quang sáng ngời nguyên khí bốn phía lấy ngón tay của hắn làm trung tâm hội tụ từ trên xuống giống như lực một chỉ này làm không gian rung động lắc lư đây là hà ứng rong cả kinh nhìn qua lão giả bên cạnh cả kinh nói đạo thanh nhất chỉ ngươi vậy mà mang vũ kỹ bá đạo này truyền cho hắn trưởng lão bên cạnh mặc cẩm y màu đen mặt lộ vẻ tự mãn nói hà trưởng lão sao kinh hoàng như thế dùng tu vị thiên phú của trình ngọc chẳng lẽ học không được sao dùng thực lực võ tông cửu tinh của hắn thi triển chiêu này đã gần vô hạn tới võ hoàng đương nhiên mai đông nhi là cao đồ của hà trưởng lão khẳng định cũng học không ít công phú khó lường tự nhiên là không cần sợ ha ha hắn đắc ý phi phàm nhịn không được cười ha hả sắc mặt hà ứng rong âm trầm muốn chảy ra nước nhìn chằm chằm vào hắn hận không thể đi lên tát hắn mấy cái tên trưởng lão bên cạnh cười to một lát cũng tự hiểu không ổn hơn nữa là bị ánh mắt hà ứng rong nhìn chằm chằm trên trán đổ mồ hôi lạnh đắc tội lão vu bà này làm không tốt còn bị đánh một trận hắn cũng không phải đối thủ của lão vu bà này tự nhiên câm miệng nhưng thần sắc đắc ý trên mặt không giảm chút nào lý phong vũ thở dài nói lực lượng một chỉ này đã đạt tới võ hoàng nhất tinh cô gái nhỏ kia quả quyết không tiếp được đáng tiếc trương lăng hoa nói đúng vậy hai người này là lương tài có thể đào tạo biểu hiện làm ta rất hài lòng mai đông nhi giới uy áp một chỉ này cũng cảm thấy tim đập nhanh và vô lực giống như một chỉ kia có thể chấm dứt tất cả sau khi đánh ra thì nàng sẽ thua một quyền vừa rồi của trình ngọc tuy làm bảo kiếm tổn hao nhưng cũng không có bị tổn thương nhưng mà giới uy áp của một chỉ này thì nàng cảm thấy sắp thua rồi sẽ thua sao Mai Đông Nhi cười khổ, kém ba tinh, đây là cái hào rộng, nàng vô duyên với top 3, việc nàng đáp ứng đã không làm được. Trên mặt Mai Đông Nhi mang theo thần sắc cô đơn, có chút quay đầu nhìn qua dưới đài. Lý Vân Tiêu đang nhìn nàng, trong mắt mỉm cười, tràn đầy vẻ cổ vũ. Mai Đông Nhi toàn thân chấn động, trong đầu tâm niệm thay đổi thật nhanh, nàng lúc này nhớ tới đêm đó trong khách sạn, đối phương đã dạy cho nàng một chiêu trưởng pháp kinh thiên, nhu tình tự thủy. Nàng thu liễm tâm thần, quét sạch tất cả cảm xúc mặt trái, bắt đầu tinh tế nhớ lại thân ảnh cao lớn kia mỗi một động tác điều trí thiện trí nhu người nọ giống như hóa thân cho thủy chi bản nguyên mỗi cử động đều ẩn chứa đại đạo thân thể mai đông nhi không tự giác bắt đầu bắt trước thân ảnh trong đầu tức mở đầu trí nhu trí cương như dòng suối nhỏ chảy nhỏ giọt uốn lượn nhu nhược lại có thể xuyên qua núi đá đột nhiên đồng tử hà ứng rong co rút lại hoảng sợ nhìn qua biến hóa trên người mai đông nhi giờ phút này quanh thân nàng có hơi nước và sương mù che chắn thân thể như đặt mình trong hào quang màu lam vậy mà thấy không rõ bộ dáng mà từng chiêu từng thức ẩn chứa võ ý nàng vậy mà xem không hiểu Hà trưởng lão, đột nhiên Trương Lăng Hoa mở miệng hỏi, chiêu vũ kỹ của Mai Đông Nhi là cái gì? Ngươi truyền thụ cho nàng. Trong lòng Hà ứng rong căng thẳng, đột nhiên phát hiện tất cả mọi người nhìn qua nàng, kể cả Tế Lâm cùng Phương Thiên Hạc cũng nhìn qua, thời điểm này tự nhiên không thể nói không biết, đành phải kiên trì nói, đúng vậy. Ngày ấy trong tàng kinh các phát hiện vũ kỹ vô danh, uy lực cực lớn, thuận tiện truyền cho Đông Nhi. A à, Trương Lăng Hoa kêu một tiếng, liền không lên tiếng nữa, nhưng trong hai mắt vẻ mặt ngưng trọng càng ngày càng mạnh, nhìn chằm chằm vào thân ảnh Mai Đông Nhi, không nháy mắt không chỉ có hắn lý phong vũ cũng căng thẳng nghe hà ứng rong nói như thế tất nhiên là vũ kỹ kinh người thời bắc hà tông lưu lại hai người bọn họ đều có truyền thừa của bắc hà tông từ một ít di tích và điển tịch phát hiện vũ kỹ là bình thường nhưng giờ phút này mai đông nhi thi triển ra hiển nhiên không đơn giản như thế ngay cả sư phụ trình ngọc cũng phát hiện không đúng trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc nhìn chằm chằm vào hà ứng rong nội tâm cuồng mắng không thôi con mẹ nó bà tám chết tiệt này giả vờ hừ dốc hết sức đánh đi dưới thực lực cường đại của ta vũ kỹ gì cũng vô dụng mà thôi trên mặt trình ngọc đầy khinh thường quát khẽ mai sư muội ngươi có thể để ta thi triển chiêu này xem như thiên phú dị bẩm rất đáng tự hào rồi đạo thanh nhất chỉ diệt cho ta sắc mặt của hắn lạnh lùng chỉ phong đột nhiên điểm xuống hóa thành một phi tuyến trên không trung đánh thẳng xuống mai đông nhi dương mắt nhìn qua trong con người mang theo bình tĩnh như nước không có một tia rung động vào thời khắc này nàng cảm thấy bốn phía tràn ngập nguyên tố thủy hệ tùy ý thu lấy động tác thân thể rốt cuộc thi triển tới chiêu cuối của thân ảnh trong đầu đánh ra một trường nhu tình tự thủy oanh bàn tay trắng nõn nà đánh ra rất hời hợt lại giống như nghe thấy âm thanh sóng biển tất cả mọi người đều cảm giác bản thân đang ở trong biển cả sóng biển cuồn cuộn ập tới cái này người trên đài xem xét không ngừng kinh hãi hoảng sợ thất sắc uy lực một trưởng này lập tức nhấn chìm đạo thanh nhất chỉ vào trong giống như thôn phệ hòn đá không có ý nghĩa ngay sau đó ập tới như sóng thần lập tức đánh thẳng vào trình ngọc a à, không thân thể trình ngọc bị lực lượng một trưởng ngập trời này bao phủ kinh hãi kêu to lên nhưng cho dù hắn dãy thế nào cũng không cách nào thoát ra được nguyên tố thủy hệ bốn phía thao thao bất tuyệt liên tục không ngừng xông tới giống như vô cùng vô tận không có giới hạn hắn hoảng hốt muốn né tránh một trưởng kinh thiên này lại phát hiện mình chính là con thuyền nhỏ trong biển cả tùy thời sẽ bị hủy diệt ầm ầm rốt cục uy lực của đạo thanh nhất chỉ tan rã chỉ thấy sóng nước ngập trời liên miên không dứt sắc mặt mai đông nhi trắng bệch một trưởng này đã hao hết lực lượng toàn thân của nàng chỉ cảm thấy thân thể lung lay đứng không vững chính nàng cũng khó tin với tất cả trình ngọc đang đau khổ trèo trống dưới một trưởng này cái này, cái này thật sự là ta làm sao? Nàng hoảng sợ tự nói ra. Không, ta quyết không thua. Ngươi chỉ là một con nhóc mà muốn thắng ta, nằm mơ đi thôi. Trình Ngọc dưới trưởng phong này, mạnh mẽ nuốt một viên đan dược vào bụng, hai mắt của hắn trở nên yêu dị, thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Hóa yêu đan, tiểu tử này thú vị, vậy mà sắp chết chống cự, cũng không biết hóa thành yêu quái gì đây. Lý Vân Tiêu hăng hái nhìn qua Trình Ngọc bắt đầu biến hóa. Sắc mặt Hà Ứng rong đang ngồi trên ghế biến hóa, khiển trách quát mắng, dư trưởng lão còn không tranh thủ thời gian phán quyết tiểu tử kia vậy mà làm dối kỳ cương sử dụng hóa yêu đan sư phụ trình ngọc tiến lên quát cái gì làm dối kỳ cương hà trưởng lão phiên toái ngươi nói chuyện êm tai một chút đâu có quy định không cho phép dùng hóa yêu đan mặc dù là hóa yêu cũng phải căn cứ vào thực lực bản thân cũng là một loại thể hiện thực lực mà thôi trong tỷ thí trước giờ cũng có không ít người dùng hóa yêu đan tuy dư trưởng lão cũng muốn giúp mai đông nhi nhưng đối phương nói có lý gật đầu đáp nói đúng vậy sử dụng đan dược cũng không trái quy tắc thi đấu hà trưởng lão mời ngồi vào vị trí đừng vội xôn xao hà ứng rong giận tím mặt muốn nổi giận lại không có chỗ phát mai đông nhi thật vất vả bằng vào một chiêu trưởng pháp không biết học từ đâu chuyển bại thành thắng lại gặp phải đối phương sử dụng hóa yêu đan bây giờ nhìn bộ dáng của nàng hao hết nguyên khí căn bản không có khả năng tái chiến phải thua không thể nghi ngờ nàng liên tục dậm chân lùi lại vị trí giống đột nhiên một tiếng yêu thú giống vang vọng trên lôi đài ở trung tâm một trường kia rốt cuộc trình ngọc cũng yêu hóa hình thể cao lớn gấp đôi có thừa toàn thân đầy lông xù dĩ nhiên là một con gấu ngựa dĩ nhiên là đại địa chi hùng thú vị lý vân tiêu ngạc nhiên một chút lập tức lộ ra ánh mắt lo lắng hắn cũng phát hiện mai đông nhi đã nỏ mạnh hết đà đại địa chi hùng ít nhất cũng là tồn tại cấp võ hoàng căn bản khó có thể ứng chiến mà lúc trước chính mình thi triển thái cổ thiên mục đã khiến cho trương lăng hoa chú ý cũng không dám tùy ý làm bậy nữa chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến giống mai đông nhi ngươi đáng chết hai mắt trình ngọc to như đèn lồng hai tay đầy lông xù chụp xuống lập tức đánh một trưởng thủy hệ sơ xác giống to vài tiếng đánh ra một quyền đại địa hùng quyền ầm ầm cả đỉnh núi rung động lắc lư quyền phong cực lớn sắp nuốt trưởng mai đông nhi tất cả mọi người đều lập tức hóa đá không nghĩ tới trình ngọc lại sắc bén như thế vừa biến thân đã đánh ra một kích tuyệt sát cái gì dừng tay tất cả mọi người khiếp sợ không thôi trương lăng hoa cũng tức giận quát một tiếng hà ứng rong nhìn thấy đã phi thân xuống lôi đài muốn cứu mai đông nhi ra nhưng đã muộn tất cả mọi người tuyệt vọng nhìn thấy lực lượng kia thôn phệ mai đông nhi vào căn bản không kịp hành động bình anh dịch cũng thẻ lưỡi ra liếm môi dưới chỉ cảm thấy ít hầu khô khốc đột nhiên nội tâm của hắn khẽ động phát hiện lý vân tiêu bên người đã biến mất không thấy gì nữa không trung lưu lại sóng tinh thần nhàn nhạt, nhạt đồng tử của hắn co rút lại nhìn qua trung tâm của năng lượng trên lôi đài trước mặt mai đông nhi có một bóng dáng màu đen hiện ra Ngươi, là ngươi sao? Mai Đông Nhi hoảng hốt, nhìn thấy bộ dáng thiếu niên kia, nàng cảm thấy rất khó tin tưởng, biết rõ đây nhất định là ảo giác, bởi vì dưới loại tình huống này cho dù là sư phó của nàng cũng bất lực, nhưng nàng lại thập phần nguyện ý đi tin tưởng, mặc dù sẽ bị một chiêu kia chôn vùi, nhưng mà nội tâm cũng vô cùng ấm áp. "Ân, ngươi quá dốc sức liều mạng." Lý Vân Tiêu nhàn nhạt, nhạt nói ra. Mai Đông Nhi mũi đau xót, nước mắt nhịn không được chảy xuống, nói, "Chỉ cần ngươi biết, ta dù dốc sức liều mạng cũng nguyện ý, nhưng ta không vào được top 3." Lý Vân Tiêu lạnh nhạt cười nói, đồ ngốc, không có việc gì. Chẳng phải một truyền tống trận sao, thật sự không được thì ta tùy tiện bay qua cũng được. Mai Đông Nhi nhịn không được khóc lên, hai tay ôm chặt lấy cánh tay Lý Vân Tiêu, sợ ảo giác trước mặt đột nhiên biến mất, làm cho nàng lâm vào tuyệt vọng vô tận. Được rồi, chờ ta thu thập con gấu đen này rồi nói sau. Trước mặt Lý Vân Tiêu xuất hiện ma thiên chiến giáp, nó giống như thành lũy bỏ túi, ma khí ngưng hình ở bốn phía một quyền kinh thiên của Trình Ngọc không cách nào làm gì nó mảy may, tất cả đều dọc theo ngoại hình của Ma Thiên Chiến Giáp tàn đi, giống như dòng suối nhỏ chảy qua tảng đá phù du lay đại thụ. Cái gì? Đây là người bốn phía nhìn thấy cảnh tượng này thì chấn kinh, không có bất kỳ người nào nhìn rõ Lý Vân Tiêu xuất hiện như thế nào, thật giống như đột nhiên xuất hiện ở nơi đó vậy. Hà Ứng rong cũng ngây ngốc, thân thể bỗng nhiên ngừng ở giữa không trung, khó có thể tin nhìn qua phía dưới. Đồng Tử Tế Lâm đột nhiên co lại, trong miệng nói khẽ, di hình hoán vị. Phương Thiên Hạc ở bên cạnh cả kinh nói là di hình hoán vị khi hồn lực đạt tới thất giai mới có thể thi triển. Trừ quyền phong hiển hách của Trình Ngọc gia, cả tất cả mọi người trên đỉnh núi ngây ngốc, không có chút âm thanh nào. Nam tử trung niên áo vàng do Đàm Địa Quân biến ảo đứng sau lưng Lữ trưởng lão sắc mặt rất khó nhìn, năm ngón tay nết đùng, hai mắt phóng lửa. Lý Vân Tiêu thi triển di hình hoán vị, sợ rằng lâm vào chú ý của tất cả mọi người, muốn ám sát Trương Lăng Hoa, đó là chuyện không thể nào. Ánh mắt Trương Lăng Hoa dần dần ngưng tụ, tinh mang lập lòe bất định. Nguyên Thu Sương há to mồm, vẻ mặt vẻ kinh ngạc, nhìn qua quyền kình kinh khủng kia thân ảnh tiêu sái đến cực điểm xuất hiện trước mặt mai đông nhi đáng chết trừ nội tâm kinh hãi ra còn có ghen ghét nóng ruột tim đau vì cái gì không chết vì cái gì chỗ tốt trai đẹp đều bị nàng chiếm hết trong đội ngũ tân nguyệt tông lương khoan mở to mắt ra chỉ vào lôi đài vội vàng nói phụ thân hắn chính là hắn hắn chính là người đánh ta đồng tử lương nghiệp hơi co lại tiêu minh huy bên cạnh nhíu mày khẽ lắc đầu ý bảo ngàn vạn đừng hành động thiếu suy nghĩ trên lôi đài trình ngọc huyễn hóa ra đại địa chi hùng mở to mắt ra nhìn thân thể khổng lồ đình trệ trên không trung khó có thể tin sau khi hắn yêu hóa một quyền kia sánh ngang võ hoàng tam tinh lại bị một tiểu tử võ tông ngũ tinh đỡ được hơn nữa nhìn bộ dáng rất thành thạo kỳ thật một quyền này lý vân tiêu căn bản không cần phải triệu hoán ma thiên chiến giáp nhưng chỉ sợ bảo hộ mai đông nhi không chu toàn vì bảo hiểm nên triệu hoán ra lý phong vũ thấp giọng nói bên tai trương lăng hoa tiểu tử này là người nào chiến y của hắn vô cùng cổ quái ta có cảm giác nhìn không thấu Trương Lăng Hoa thần sắc vẫn lạnh như băng, không có lên tiếng. Lý Vân Tiêu nhìn qua Trình Ngọc vẻ mặt ngây ngốc, quyền kinh bốn phía tiêu tán, hắn thu áo giáp vào mi tâm, lạnh như băng nói ra, chơi chán chưa. Diêu, hắn lập tức sông lên, đánh ra một quyền vào ngực đại địa chi hùng, không có dùng nguyên lực chấn động gì cả. Thuần túy là thân thể đánh ra mà thôi, không khí chấn động ken két, không gian áp xúc dưới quyền kinh này. Cái gì? Tất cả mọi người kinh hãi, đặc biệt là cao thủ trên đài xem xét, bọn họ càng nhìn ra một quyền này lợi hại cỡ nào ngay cả phong trưởng lão vô cùng bình tĩnh cũng chấn động sợ hãi nói không có nửa phần nguyên lực điều này sao có thể trình ngọc hét lớn một tiếng tiếng hét vang vọng cả đỉnh núi một đấm đầy lông xù áp xúc không gian đánh tới hắn không tin tà một quyền sánh ngang thực lực võ hoàng tam tinh hơn là đại địa chi hùng yêu thú sở trường lực lượng lại không đánh lại đối phương oanh hai lực lượng đụng vào nhau không gian bị áp xúc dưới một quyền của đại địa chi hùng cũng đình trệ mấy hô hấp cứ tiếp tục áp chế xuống trực tiếp làm nắm đấm của hắn sẽ xuống ba âm thanh nổ vang từ cánh tay đại địa chi hùng truyền tới hắn bị một quyền này đánh nổ cả cánh tay a à, một tiếng kêu thảm thiết từ miệng trình ngọc vang vọng các nơi hắn vội vàng thu hồi nắm đấm cánh tay bị nghiền nát thân thể yêu hóa cũng dần dần bắt đầu biến mất mà quyền kình của lý vân tiêu càng tiến lên không gian vặn vẹo trực tiếp nổ vang khí kình đánh vào ngực của hắn thân ảnh lông xù cực lớn bay lên giữa không trung bay thẳng vào trong sơn cốc tràng cảnh giống như đúc lúc hắn đối phó bạch tử mặc đều bị quyền kình của hắn đánh bay vào sơn cốc không thể ngờ báo ứng tới nhanh như vậy Trình Ngọc, sư phó Trình Ngọc là trưởng lão họ Lục lao tới thật nhanh, hai mắt đầy lửa giận nhìn qua Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, thân sắc khinh thường, tên trưởng lão kia tức giận hết liên tục, nhưng mà không có thời gian thu thập hắn, đuổi theo Trình Ngọc bay vào trong sương cốc. Lý Vân Tiêu đáp xuống, nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt Mai Đông Nhi, cười nhạt nói, "Ngươi không sao chớ? Ngươi, ngươi là thực?" Mai Đông Nhi vào lúc này mới kịp phản ứng, nhìn qua bộ dáng Lý Vân Tiêu, vẻ mặt khiếp sợ, như thế nào cũng không thể nào tin nổi. Trong lúc hoảng hốt, ảo ảnh nam tử kia lại một quyền đánh bay dã thú cứu nàng, đây là thật. Lý Vân Tiêu cười to nói, nào có ảo thuật lợi hại như thế có thể trực tiếp đánh bay gấu đen. Mai Đông Nhi vẫn giật mình nói, có thể, thế nhưng mà, thế nhưng mà thực lực ngươi làm sao đánh thắng Trình Sư huynh? Lý Vân Tiêu cười nói, con sâu cái kiến mà thôi, bóp chết quá dễ dàng. Người ở bốn phía đều khiếp sợ không nói ra lời, bởi vì cảnh vừa rồi chẳng khác gì ảo giác, hiện tại cũng đang thẫn thờ. Dư trưởng lão lúc này quát, ngươi là người phương nào? giám can đảm nhiễu loạn đại bỉ của Bắc đấu tông ta. Tuy giọng nói nghiêm khắc, nhưng mà không mang theo trách cứ hay hài lòng. Lý Vân Tiêu đứng trước mặt Mai Đông Nhi, ánh mắt nhìn qua đài xem xét, lạnh nhạt nói, ta không quản đại bỉ của tông môn các ngươi, mạng của bằng hữu ta nguy trong sớm tối, tự nhiên phải xuất thủ cứu giúp, đổi lại là ngươi, ngươi sẽ không cứu sao?" Dư trưởng lão cao giọng nói, cứu người là đúng, nhưng Bắc đấu tông có quy củ của Bắc đấu tông, ngươi nhúng tay vào, phá hư tỷ thí, đây là phá hư quy củ hiện tại nhanh chóng báo danh và lai lịch sau đó đứng yên một bên nghe xử lý hà ứng rong kéo dài mặt tức giận nói quy củ là chết người là sống nếu mọi người chết quy củ dùng làm méo gì lão thân vừa rồi cũng muốn cứu người nếu đông nhi là ta cứu ngươi có phải cũng bảo ta báo danh và lai lịch đứng yên một bên chờ xử lý hay không dư trưởng lão biến sắc không thể ngờ hà ứng rong lại công khai nhắm vào hắn hừ lạnh nói hà trưởng lão chú ý thân phận của ngươi Hà ứng rong lúc này mới cảm thấy được trước mặt bao người nên không ổn, hư lạnh một tiếng, nhìn qua Lý Vân Tiêu truyền âm nói, tiểu tử đừng sợ, có lão thân ở đây, bọn chúng không dám làm gì ngươi đâu. Không nói đến Lý Vân Tiêu cứu Mai Đông Nhi, cho dù là bản thân hắn, Hà ứng rong cũng thập phần ưa thích, muốn thu nạp làm môn hạ. Lý Vân Tiêu kéo tay Mai Đông Nhi, dặn dò, đến bên sư phụ ngươi đi. Hắn đã dự cảm chuyện kế tiếp không quá tốt, sợ làm Mai Đông Nhi bị thương. Mai Đông Nhi cả kinh, không chịu đi qua, lo lắng nói, vậy còn ngươi, ngươi nhanh chóng nghe dư trưởng lão an bài ngàn vạn không nên phản kháng sư phó nhất định sẽ bảo trụ ngươi lý vân tiêu cười nhạt một tiếng điểm nhẹ lên vai mai đông nhi lập tức rót khí kình vào trong người của nàng trực tiếp phong bế kinh mạch của nàng bắt lấy cánh tay ném qua phía hà ứng rong nói khẽ một lát sau tự nhiên sẽ cởi bỏ lôi đài này không phải ngươi có thể lưu lại hà ứng rong tiếp nhận mai đông nhi mấy hô hấp sau đại biến bởi vì nàng hoảng sợ phát hiện lý vân tiêu phong ấn nàng không cách nào giải được Lý Vân Tiêu đẩy Mai Đông Nhi xong, lạnh nhạt đứng đó, nói, báo danh và la lịch chờ các ngươi xử lý, ta thực không có hứng thú gì, nếu không các ngươi tiếp tục, ta đi trước. Dư trưởng lão cười lên, nói, người trẻ tuổi có chút bổn sự đều dễ dàng cùng vọng tự đại, coi trời bằng vung, ta rất hiểu được. Nhưng đã xúc phạm quy củ của người ta, vậy phải tiếp nhận trừng phạt. Những trưởng bối trong nhà ngươi không có dạy bảo, hôm nay bác đấu tông sẽ dạy cho ngươi, miễn cho về sau ở bên ngoài tự dưng vẫn lạc, còn không biết vì sao mà chết. Lý Vân Tiêu cười nói, ta thấy hôm nào tới thụ giáo, đại bỉ của các ngươi nên tiếp tục. Rong dài với hắn như vậy làm gì, tiểu tử này đáng chết. Lục trưởng lão bay ra khỏi sơn cốc, đáp xuống lôi đài. Trong tay ôm Trình Ngọc, trong mắt muốn nứt ra, quát ầm lên, kinh mạch của Trình Ngọc đã đứt đoạn, không có một năm nửa năm thì không cách nào khôi phục đến toàn thịnh. Cho dù khôi phục, sợ tu luyện sau này cũng bị ảnh hưởng, thiên phú cũng ngã xuống. Trình Ngọc thống khổ không chịu nổi, cũng không biết thương thế của mình nặng bao nhiêu, nghe sư phó nói như vậy, hai mắt tối sầm, lập tức ngất đi sắc mặt sư trưởng lão đại biến đám trưởng lão còn lại nhao nhao động dung nếu chỉ bị thương cũng không sao xem như giáo huấn đi võ giả có ai không bị thương trồng chất nhưng mà trực tiếp đánh gãy kinh mạch toàn thân người ta đánh rớt thiên phú đây chính là hủy tiền đồ tế lâm cùng phương thiên hạc nhìn nhau trong ánh mắt mang theo ánh mắt nghiền ngẫm trương lăng hoa cũng tức giận không thôi trình ngọc tuy tính cách có khuyết điểm nhưng không thể phủ nhận thiên phú của hắn trong tiểu bối có thực lực đệ nhất tương lai tất nhiên là trụ cột của bắc đấu tông cứ như vậy bị hủy đi hắn tức giận quát bắt lại không chờ người khác động thủ lục trưởng lão trực tiếp thả trình ngọc qua một bên hét lớn một tiếng sông tới đột nhiên lĩnh vực chi lực mở ra định trụ lý vân tiêu tránh đối phương đào tẩu hắn hiện tại giận không kiềm được chỉ muốn xe xác đối phương ra mới giải hận trong lòng hơn nữa hắn sợ các trường lão khác vượt lên trước sẽ cho tiểu tử này cơ hội sống sót sắc mặt mai đông nhi trắng bệch vội vàng cầm lấy tay hạ ứng rong cầu khẩn nói sư phó cứu hắn ngài nhất định phải cứu hắn hắn vì cứu ta nên mới ra tay tình huống lúc ấy cấp bách ai có thể nắm chắc cái gì chứ tổn thương trình ngọc sư huynh cũng chỉ là vô tâm thôi hà ứng rong lộ ra vẻ làm khó lời nói mặc dù như thế nhưng mà lý vân tiêu ra tay cũng quá ác hiện tại ngay cả trương lăng hoa đều lên tiếng nàng không dám tùy ý mà làm hú chi trước mặt tông chủ các thế lực khác càng không thể bác bỏ mặt mũi tông chủ lý vân tiêu bị lĩnh vực trấn áp cũng không phật lòng cười lạnh nói chính hắn biến hóa thành đại địa tri hùng đã gây tổn thương kinh mạch lớn nhất cho dù không có một quyền của ta cũng không tốt đi đâu được huống hồ lúc hắn ra tay đối phó tên mập kia dường như ra tay còn hung ác hơn ta nha. lục trưởng lão phẫn nộ quát đó là chuyện nội bộ tông môn chúng ta há do người ngoài như ngươi nhúng tay vào hôm nay không giết ngươi khó tiêu mối hận trong lòng ta tay phải hắn chụp tới ngưng hình trên không trung chụp thẳng xuống giống như diều hâu tập kích gà con khó tiêu thì mãi mãi giấu trong tim đi kim quang sinh ra trên người lý vân tiêu thân thể hóa thành một lưỡi dao sắc bén trực tiếp cắt nát lĩnh vực ra bay lên trời, một chảo của Lục trưởng lão đánh vào mặt đất, lôi đài chất liệu lục dây vỡ ra. Cái gì? Hắn vậy mà có thể bỏ qua lĩnh vực. Tất cả cường giả võ tôn ở đây, trừ Đàm Địa Quân gia, tất cả đều sợ hãi. Lục trưởng lão càng sững sờ, kinh hãi không thôi, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy trên trời cao có một vật bao phủ mặt trời chói mắt, một bóng mờ lớn từ trên cao giáng xuống, một cổ trung không ngừng biến lớn, muốn áp mình vào trong. Dám khoe khoang trước mặt lão phu, thiên khiếu thần quyền lục trưởng lão cũng không có bị uy thế của hoàng chiêu trung hù sợ mà trường bao phập phồng kinh phong phần phật một quyền ngưng hình đánh ra đánh vào cổ trung với suy nghĩ của hắn một quyền của võ tôn đủ đánh nát cổ trung của đối phương sau đó dư âm còn lại cũng chấn lý vân tiêu rơi xuống không chết cũng phải trọng thương âm âm một quyền kia đánh vào hoàng chiêu trung phát ra sóng âm chói tai truyền tới người trên đỉnh núi biến sắc một ít võ giả thực lực hơi yếu bị chấn động ngã trái ngã phải nhưng mà âm thanh nhanh chóng tiêu tán đi chỉ thấy hoàng chiêu trung đảo mắt đã rơi xuống vẻ mặt ngây ngốc ngây ngốc đứng ở đó dưới ánh mắt không dám tin của lục trưởng lão bao phủ hắn vào trong chấn động ầm ầm làm lôi đài tạo ra từ dao quang phi thạch vỡ nát hoàng chiêu trung áp xuống không sinh ra chút khe hở nào dưới ánh mắt ngây ngốc của mọi người lý vân tiêu chậm rãi đáp xuống dẫm lên hoàng chiêu trung ánh mắt nhìn lên đài xem xét nhẹ giọng hỏi còn có ai muốn tới giáo dục ta trọn vẹn vài phút không ai lên tiếng cả cho dù là đàm địa quân cũng kinh hãi hắn chỉ biết rõ lý vân tiêu khó chơi nhưng mà không có chính thức giao thủ, không biết chiến lực chân thật của hắn là gì, nhưng thủ đoạn có thể một chiêu trấn áp võ tôn này quá mức hung mãnh. Phanh, 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 trong hoàng chiêu trung có tiếng oanh kích của Lục trưởng lão truyền tới, muốn phá trung mà ra, nhưng mà âm thanh càng ngày càng yếu. Trong chuông lớn, quyền kinh đánh ra sinh ra âm hưởng, mà âm hưởng tăng phúc rất lớn bên trong chuông, chấn động qua lại như thế, cho dù Lục trưởng lão là võ tôn cũng không chịu được tiếng chuông càn quét thống khổ không chịu nổi gào thét thảm thiết hắn nhanh chóng học nghe lời không dám cử động dù nhỏ nhất sợ phát ra một chút âm thanh thì sóng âm mở rộng ngược đãi hắn bình anh dịch cùng thượng quan ngọc âm phía dưới kinh hãi há to mồm hai người đều là kinh hãi không dứt may mắn chính mình không có ngớ ngẩn đi trêu chọc người này sắc mặt trương lăng hoa âm trầm như nước nguyên lực chấn động nhà nhà hiện ra nói từng chữ bắt lấy hắn một đám trưởng lão sau lưng đứng lên ngay cả hà ứng rong cũng không nhịn được nữa chuẩn bị tùy thời ra tay mai đông nhi thì sớm ngây ngốc không có chút suy nghĩ nào trong đầu ha ha thú vị trương tông chủ bị người đá quán như thế đám trưởng lão lâu la này không có chút tác dụng gì có cần huynh đệ ra tay giúp một chút hay không tế lâm hà hê cười nói mỉa mai không thôi ngay cả lý phong vũ cũng im lặng không lên tiếng tuy thiên hạt tông cùng bắc đấu tông là liên thủ đối ngoại nhưng mà chỉ liên thủ dưới tình huống đối ngoại vụng trộm cũng tranh đấu gay gắt dù sao hai phái đồng nguyên rất nhiều tài nguyên đều tranh đoạt không rõ cho nên thời điểm này cũng vui vẻ xem náo nhiệt Trương Lăng Hoa hừ lạnh một tiếng, vài đạo khí tức võ tôn cường đại bay lên, mục tiêu trực chỉ Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu sắc mặt không chút kinh hoàng, thần sắc vẫn lạnh lùng, nói: "Nếu đã náo như thế, cứ chơi lớn thôi, động thủ." Hắn nói lời này làm tất cả mọi người sững sờ, có chút không rõ ràng cho lắm, Trương Lăng Hoa thì đồng tử hơi co lại, nhíu mày thật sâu. Tinh thần lực bao phủ chung quanh Lý Vân Tiêu, thân thể lập tức biến mất tại chỗ, sau một khắc gương mặt tới sát Trương Lăng Hoa, cơ hồ muốn đụng vào chóp mũi đối phương. Chi Trương Lăng Hoa hít khí lạnh, lại không chút hoang mang muốn bắt giữ Lý Vân Tiêu. Thời điểm Lý Vân Tiêu thuấn di thì hắn đã sớm phát hiện sóng tinh thần ở trước mặt mình, có chuẩn bị tâm lý, cho nên tuy kinh sợ nhưng sớm có phòng bị. Ha ha, quả nhiên là nửa bước võ đế, Lý Vân Tiêu cảm nhận được lực lượng một chảo này, cũng không phải cửu thiên đế khí thuần khiết, cười ha ha đánh ra sáu chỉ, ở ngay đầu ngón tay có hỏa diễm thiêu đốt hừng hực. Đồng tử Trương Lăng Hoa đột nhiên co rút lại, vậy mà cảm giác nguy hiểm to lớn trước một đám hỏa diễm nhỏ bé như thế, hắn vội vàng biến chảo thành quyền lực lượng cường đại đánh ra muốn bài xích tất cả hơn nữa còn tiến thêm một bước tay trái đánh ra một trưởng không chút lưu tình hắn đã không muốn sống bắt lý vân tiêu ý định trực tiếp chụp chết là được lý vân tiêu khẽ cười một tiếng thi triển thuấn di hư không tiêu thất tại chỗ trương lăng hoa cười nhạt một chút bay lên không nắm qua bên phải sau một khắc thân thể lý vân tiêu quả nhiên xuất hiện ở đằng kia trên mặt đầy hoảng sợ cứ nhảy nhót đi trong mắt bổn tọa thì ngươi là cặn bã mà thôi phanh một quyền của trương lăng hoa đánh lên người lý vân tiêu trực tiếp đánh ra một cái lỗ vô cùng thảm thiết a à, không muốn mai đông nhi hô to một tiếng sắc mặt không còn chút máu nào ngây ngốc tại chỗ ngược lý vân tiêu bị phá ra cái động thân sắc ngoan độc tức giận nói con mẹ nó ngươi thật đáng hận dần dần thân thể vặn vẹo trên không trung hóa thành một đạo quang mang tiêu tán đi ân à, làm sao có thể toàn thân trương lăng hoa đại trấn đạo nhân ảnh vừa rồi rất rõ ràng tuyệt không có khả năng là ảo thuật xem lừa một tên cường giả nửa bước võ đế chúng chiêu ảo thuật vậy phải có thủ đoạn nghịch thiên mới được không chỉ có hắn lý phong vũ cùng tễ lâm bên cạnh cũng biến sắc bởi vì bọn họ cũng không có phát hiện thân ảnh vừa rồi là ảo ảnh vào lúc này mọi người ngây ngốc mai đông nhi phục hồi tinh thần từ trong tuyệt vọng ngơ ngác ở đằng kia dường như cảm xúc chấn động thật lớn làm cho nàng trong thời gian ngắn không cách nào thích ứng được những đại trưởng lão đang bay tới chấn động ngừng giữa không trung cũng bất chấp giải cứu lục trưởng lão bị chấn áp dưới hoàng chiêu trung nhao nhao bay trở về đài xem xét muốn trừng trị lý vân tiêu tại đây này chân thân của lý vân tiêu xuất hiện sau lưng trương lăng hoa thiên mục ở mi tâm thông suốt một đạo hỏa diễm sen lẫn thái cổ cương phong bắn ra như thiểm điện trực chỉ thân thể trương lăng hoa chiêu này thi triển ra thì hắn chưa yên tâm trong tay ngưng tụ đại địa tức nhưỡng một trưởng chụp xuống chấn trụ không gian của đối phương để tránh đối phương có thủ đoạn bỏ chạy thông thiên Bị tiêu diệt vừa rồi không phải ảo thuật, mà là tinh quang hồn thể của hắn. Đừng nói hồn lực của hắn hiện tại, cho dù là cửu giai thuật luyện sư cũng không cách nào làm cho một tên nửa bước võ đế chúng ảo thuật, cho nên bỏ qua tinh quang hồn thể của mình, dù sao mới cấp 2 mà thôi, cũng không tiếc. ba một đạo hỏa diễm và cương phong đánh vào người Trương Lăng Hoa, ánh mắt của hắn hoảng sợ và tuyệt vọng. Vốn phát giác được công kích kia cực kỳ nguy hiểm, muốn tránh đi, lại phát hiện không gian bị trấn áp hắn không thể nhúc nhích, nhưng chỉ tồn tại trong nháy mắt mà thôi căn bản không có thời gian phá vỡ không gian phong tỏa trơ mắt nhìn hai đạo nguyên tố bắn vào người của mình điên cuồng phá hư thân thể đáng chết trương lăng hoa nổi giận kêu thảm thiết rốt cục đánh ra một quyền phá vỡ không gian thân thể không ngừng sụp đổ sau đó chụp một trưởng về phía lý vân tiêu không có bất kỳ sức tưởng tượng nào chỉ là một trưởng tức giận của nửa bước võ đế không dưới võ đế nhất tình. lý vân tiêu vốn thi triển thuấn di sau đó ngưng ra tinh quang hồn thể với tư cách thế thân giờ phút này trực tiếp vận dụng lực lượng ba nguyên tố hồn lực đã sớm hao phí không còn trên thân thể bỗng nhiên bắn ra hào quang sáng ngời thân thể vào lúc này bành trướng lên ma thiên chiến giáp bay ra khỏi mi tâm biến ảo bao phủ bản thể phanh một trưởng kia đánh tan hào quang đánh vào ma thiên chiến giáp ma quang đen nhánh không ngừng hiện ra cũng bị một trưởng đánh nát đánh vào bản thể chiến giáp lý vân tiêu lập tức cảm thấy lực lượng cường đại xuyên qua chiến giáp đánh vào thân thể của mình ngay cả thân thể phòng ngự cường đại cũng sụp đổ ngũ tạng lục phủ khó chịu không nói nên lời phun ra một ngụm máu tươi hắn cảm thấy tình huống thân thể cực kỳ không ổn không chỉ có nguyên lực cực mạnh tàn phá thân thể hơn nữa càng làm cho hắn khó có thể tin là một trưởng của trương lăng hoa xuyên qua chiến giáp rõ ràng đánh ma khí trong chiến giáp vào trong người của hắn giờ phút này hai lực lượng đang phá hư thân thể đặc biệt là ma khí ăn mòn vạn vật cho dù hắn có trí cường phách thể cũng không ăn nổi bắt đầu sụp đổ tình huống của trương lăng hoa không tốt hơn hắn chút nào cả hai đạo nguyên tố tiến vào thân thể lực phá hoại càng lớn hơn cả ma khí hai lực lượng này là thập giai hàng thật giá thật cho dù là võ đế cũng không ngăn được thân thể của hắn càng tan vỡ trước mặt lý vân tiêu thất khiếu chảy máu làn da khô nứt này tông chủ tất cả mọi người kinh hô lên đám người thế lực lớn trợn mắt há hốc mồm không thể ngờ hào kiệt một phương tông chủ bắt đầu tông trương lăng hoa uy chấn thành nam hỏa nửa bước võ đế lại chết khó hiểu trong tay một thiếu niên võ tông nếu không tận mắt nhìn thấy thì ai cũng không tin được tông chủ lữ trưởng lão và đàm địa quân sau lưng xông lên trước lữ trưởng lão đỡ lấy trương lăng hoa trong mắt tràn đầy vẻ ân cần Sắc mặt Trương Lăng Hoa cực kỳ khó coi, toàn thân là máu, hơn nữa tình huống không ngừng chuyển biến xấu, hắn run rẩy lấy tay giơ lên, muốn lấy đan dược trong nhẫn ra, vậy mà bất lực, xin giúp đỡ nhìn qua Lữ trưởng lão. Sắc mặt Lữ trưởng lão lạnh nhạt, nói, ta tới giúp ngươi, làm gì phải thống khổ như thế. Phanh một tiếng trầm đục, thân thể Trương Lăng Hoa ngây ngốc, đồng tử mở lớn, khó có thể tin nhìn qua Lữ trưởng lão, sau đó cúi đầu, hắn nhìn thấy một quyền của đối phương xuyên qua lồng ngực của hắn, thò ra sau lưng. Tông chủ tất cả mọi người kinh hô lên, thoáng cái đám người ngoài cũng chấn kinh, toàn bộ ngây ngốc, đầu óc không cách nào thích ứng được. Đừng có tới đây, lữ trưởng lão rút cánh tay ra, bóp cổ Trương Lăng Hoa, ánh mắt lăng lệ nhìn qua đám trưởng lão, lạnh giọng nói, người nào đi gần một bước, ta giết hắn ngay. Dư trưởng lão đều đứng tại chỗ, không dám tự ý động một bước. Tuy trạng thái Trương Lăng Hoa nhìn qua không cứu được, nhưng vẫn không dám hành động, sợ càng khiến hắn sớm chết đi. Hà ứng rong tức giận nói, lữ trưởng lão, ngươi, ngươi vì sao phải làm thế? đám người lý phong vũ cùng tế lâm lộ ra vẻ ngạc nhiên rất im lặng lui qua một bên lạnh lùng đứng trông thế nào bọn họ cũng đều biết bắt đấu tông hôm nay xảy ra đại sự ngươi ngươi trương lăng hoa run rẩy không nói một câu nguyên vẹn trên mặt chảy mồ hôi lạnh vì sao hừ hừ để cho ta nói đàm địa quân sau lưng lữ trưởng lão đi tới hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người biến hóa mô phỏng chi thuật của hắn cởi bỏ khôi phục bộ dáng tròm dâu dê lúc trước ngươi ngươi là đàm địa quân hà ứng rong kinh hô một tiếng nàng nhận ra thân phận của đàm địa quân trong hai mắt khó tin nổi thân thể kinh ngạc đứng nguyên tại chỗ